Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Touring Upland LS380, một thương hiệu xe thuộc phân khúc chính hãng cùng với hãng xe Totten, là thuộc cái tập đoàn Golden Wheel, một cái tập đoàn đã có mặt trên thị trường từ những năm 1987, những cái bề dày lịch sử gần 20 và 30 năm, nên là cái chất lượng xe thì cũng khỏi phải bàn rồi. Thì xe này được sử dụng bộ khung là khung hợp kim nhôm, nước sơn nguyên bản, và các bác có thể nhìn trên hình tổng thể xe thì ngoại hình còn rất là đẹp, cực kỳ là mới. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut với 8 níp và 3 tầng đĩa, cho xe có 24 độ khác nhau. Đây, khung nhôm, nước sơn nguyên bản và sơn xe thì còn rất là mới các bác nhé. Các bác có thể nhìn trên hình sử dụng màu sơn xám xanh, màu sơn nhám và tông màu xám xanh cực kỳ đẹp, kẻ chỉ đen và logo đây rất là đẹp các bác nhé. Dây thì toàn bộ đã được chạy êm sườn, toàn bộ là chạy êm sườn. Một chiếc xe mà rất là phù hợp cho các bác mà đang tìm kiếm xe để chỉ đi thể dục trong phố hàng ngày, rèn luyện sức khỏe mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đẹp. Thì đây là một chiếc xe nó cực kỳ là tốt. Với cái mức giá đang bán thì còn là 6.800.000. Thì các bác có được một chiếc xe mà khung dáng đẹp này, thương hiệu cũng rất là tốt, thương hiệu Upland cũng cực kỳ là tốt rồi. Đấy, khung nhôm và một cái bộ chuyển động của Shimano, đó là Shimano Atut với 8 tầng líp và 3 đĩa cho 24 tốc độ khác nhau, cành bánh 700c. Thì toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc 100% nguyên zin các bác nhé, nguyên zin hết từ đầu đến chân luôn. Đấy, vành này cũng zin theo xe này. Đây em mới bóc thùng, nó vẫn còn bụi này, để cho các bác biết là cái độ mới của nó vẫn còn rất là ok. Bụi này em khi mà các bác lấy thì em sẽ phải vệ sinh qua cho các bác nhé. Vành này nguyên zin này, vành nốt nguyên zin, máy ư cũng theo xe luôn. Sử dụng quả lốp là lốp Kenda, đây là bánh 700c nhân với 35c các bác nhé. Một cái bản lốp cũng không quá là nhỏ để cho các bác đi trên đường. Cái tiết diện lốp này nó khi các bác mới chơi xe thì đi cái loại lốp này nó rất là dễ đi. Và lốp này lốp zin theo xe, và các bác nhìn cái vân lốp này, chúng tôi là chỗ cũ họ cũng đi cũng khá là ít thôi, nên là họ bán lại là giữ cái độ mới thôi, rất là tốt. Trên phần ghi đông được trang bị tay bấm xả và phanh 3-1 của Shimano. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe này có size cho các bác đi từ khoảng 1m68 đến khoảng 1m78 thì là phù hợp. Thì khung nó tương đối là to, thì các bác 1m68 đến 78 đi là vừa. Chuyển động thì rất là ngon các bác nhé. Xe này độ mới nó rất là cao, nên là những cái chi tiết chuyển động này hầu như là rất là mượt.
thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.800.000 bao ship toàn quốc, thế ở bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.